Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành y tế tập trung huy động nhân lực, cơ sở vật chất vừa khám chữa bệnh cho nhân dân, vừa phòng chống dịch. Trong điều kiện đó, việc các cơ sở y tế tư nhân đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đã góp phần quan trọng vào công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, ghi nhận tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Bên cạnh cơ sở vật chất hiện có, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã đưa vào sử dụng tòa nhà sản nhi với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Tôi cho con là tôi vào khám rất là nhiều lần, nhưng mỗi lần vào thì bệnh viện cũng là thay đổi rất là nhiều thứ và cơ sở vật chất càng tốt hơn. Tại thì Bệnh viện Lạc Việt đã triển khai cái tòa nhà sản nhi với rất nhiều trang thiết bị hiện đại, với các chuyên khoa là hồi sức cấp cứu chuyên sâu, sơ sinh chuyên sâu, được trang bị đầy đủ các loại máy thở hiện đại, kể cả có cả máy siêu lọc máu. Vì vậy là sẽ giúp ích cho các cháu bé và điều trị tại tỉnh nhà mà không phải chuyển đi Hà Nội trong những cái trường hợp mà trẻ nặng. Đấy. Thứ hai nữa là tất cả những em bé sinh tại Bệnh viện Lạc Việt đều có các bác sĩ sản khoa hỗ trợ và có bác sĩ hồi sức sơ sinh hỗ trợ cái quá trình chuyển dạ để đảm bảo cái an toàn nhất cho mẹ và bé. Với việc phát triển mạnh các chuyên khoa về hồi sức cấp cứu nhi, hồi sức tích cực tim mạch nhi, hồi sức sơ cứu chuyên sâu và các chuyên khoa sâu khác về sản nhi, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã đáp ứng nhu cầu khám điều trị cho nhân dân, đồng thời góp phần cùng ngành y tế thực hiện tốt nhiệm vụ vừa chống dịch vừa chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.